mọi người ơi, bây giờ là hai mẹ con nhé, hai mẹ con mình đang đợi bà mình mua McDonald's, bánh hamburger McDonald's gà rán đấy mọi người. Bây giờ hai mẹ con đang đợi lấy để ăn. Bây giờ là mấy giờ chiều anh nhỉ? 6 giờ đúng không? Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều rồi mọi người. Mua đồ xong rồi bây giờ là đang đi đợi mua đồ ăn. Nhà ơi, đây là khu ăn uống đông lắm. Hôm nay rất là đông. Ôi dạ đông thế. Đây mọi người này, ở đây nó có cái bảng khi nào mà có đồ ăn là nó sẽ hiện số màu xanh ấy. Đang đứng đợi. Đúng không? Chắc là cô đang chuẩn bị cho mình rồi. Mana chờ đến lúc. Đúng rồi. Anh người ơi, đồ ăn đến rồi. Ôi ôi, bây giờ ăn nhá anh. Anh mời cô chú ăn đi. Mời cô chú ăn đi con. Mời cô chú ăn. Mời chào cô chú chưa? Chào cô chú. Mời nhìn đây. Đây cô chú ơi, ăn phai vì vừa ăn gì đó? Ăn buffet. Vừa ăn buffet đâu, vừa ăn gà rán mà. Ăn gà rán. Rồi. Đây. Đây. Vẫn có cái gì đấy? Vẫn có cái gì đây? Mọi người ơi, ở trong này là gà rán. Đây, khoai tây chiên. Gà đâu? Gà rán đây. Đây. Đây là bánh hamburger. Bánh hamburger. Ngon lắm mọi người nhỉ. Hamburger gà. Hamburger gà. Mẹ cả nhà ăn nha, bây giờ mẹ con mình ăn đây, lát nữa mẹ con mình. Mọi người ơi, bây giờ mời mọi người ăn mẹ con nhà mình nha. Vừa ăn gì đây? Mẹ ăn xong để quay mới. Pokemon. Ơ, không đủ chỗ đây. Ngon quá. Lấy nước của con. Ta tắm Vượng đi đây, cô chú không thấy Vượng à? Úi, Vượng không bảo người ta bỏ đá, không bỏ đá. Bỏ đá rồi. Có thể à? Thôi. Mời người ơi, cái này là gà của McDonald's rất là ngon. Sao này gà xay á? Nhìn là nà. Vượng ăn gì đấy? Ăn gì? Bốc phê. Bốc phê hả? Martinez always said then. Con mới thôi. Ngon quá. Em ơi chị ta. Bây giờ cô chú thấy không? Bạn thích lên TV mọi người. Ngon không? Đừng chơi của con. Đi chiều giờ đói rồi nha. Giờ ăn. Uống cay. Đây. Uống cốc này cho nó bự vĩ đại. Đó quá. Cốc nửa lít đấy. Nè. Cốc của con thì nhỏ hơn cả của mẹ này. Hai mẹ con mình uống chung cốc này to lắm. Ta hạt. Đúng quá. Đây đây đây. Chí. Xem á. Mọi người ơi, tôi chuẩn mất thịt. Con ăn gì? Bánh hamburger mà. Hamburger nhưng mà trong cái là xí dưa chuột, thịt, thịt mới hành. Ngon cái gì nhỉ? Ngon. Đang đói. Ngon, ngon rồi, tăng khoai bên này. Ngon lắm. Ngon nào? Lâu lắm chưa ăn. Không vượng điêu đấy. Chưa ăn hả? Mới ăn tuần trước thôi. Tuần trước về bảo mẹ đi ăn cái chơi làm gì.
Mấy em còn trước mọi người. Ăn đồ gà, đồ. Nào nhờ. Ừ. Như Pokemon. Ăn cái FC chứ không phải ăn nắp được không? À. Đúng rồi, mọi người bạn bảo lâu lắm chưa ăn, lần trước là bạn ăn KFC, còn này là ăn McDonald's mọi người. Lâu lắm chưa ăn. Ở Việt Nam có KFC không? Ờ. Nó có đá. Ừ. Có đá không? Mẹ có đá. Có. Mẹ có đá. Như đây. Con kêu mắc con rồi. Tưởng giật. Ok. Tưởng giật Pikachu thêm một con giật. Hả? Dựng được con này nhưng mà không được. À. Đây này, một con Pikachu đây nè. Ừ. Pikachu đây nè. Ôi xa. Mình cải đáng cho mọi người. Thật đó. Đã lắm. Nè, con hướng chấm. Chấm, họ vừa mới làm xong. Chấm cho chú hả? Nó bây giờ con ngon. Chấm. Để chút. Nè, con chấm cà chút. Để chút tìm cho chú bạn. Đây. Bạn đòi cơ. Từng cà chua đây mọi người. Anh đòi ăn tương cà chua. Cần có cà chua. Đây. Đổ tạm ra đây đi. Một cây đĩa. Rồi chấm tạm đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn ai? Có mẹ. Thôi xin đây cô chú mới thấy. Vượng cảm ơn mẹ nói đi. Có mẹ. Vượng em cảm ơn mẹ nói từ thế. Có ông bạn. Đúng rồi, dấu á. Một công an không? Ngày mai đi ăn tiếp không? Tuần sau đi nhá. Ừ. Ừ. Chạy chứ. Dạ. Ngon quá nhỉ. Ăn đá luôn đúng không? Thế vậy nào mẹ cũng đóng cửa 4 giờ hay sao? Không hôm nào mà cần thiết đóng cửa sớm mắt hết khách người ta. Tại hôm nay phải đi mua đồ cho con với em á. Hôm nay mình đóng cửa sớm bên cửa hàng bên kia mọi người. Chứ bình thường là mình 5 giờ mới đóng cửa. Hôm nay mình đóng 4 giờ để mình đưa hai đứa đi mua sắm đồ. Bạn này bắn bự quá. Bữa nay bạn tăng cân nhiều quá. Bạn sắp bằng mình rồi nè mọi người. Thấy không? Cái mặt bự hơn mặt mẹ rồi. Tôi coi thẳng lên cô chú mới thấy con. Ừ. Nghe là cái tay mẹ ơi. Ừ, đây, mọi người ơi nhìn này. Con gái mình á. Mới đâu xem nào. Mới 9 tuổi á, mới 8 tuổi mà tay mẹ này. Yeah, trái tim. Yêu trái tim. Ôi, thích thế, yêu quá. Quay vào trái tim, yêu trái tim. Ừ. Yêu chị. Yêu má. Phương quay vào trái tim hả? Đúng không? Ê. Không. Ôi đổ cái gì con ơi. Đấy. 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 Ừ. Thôi chạy đi một tạm. Thầy dạy em cầm cái này. Chứ không phải tại mẹ đâu. Bạn biết đổ con ga một quần. Này Vượng được mua nhiều ô tô quá. Đổ nữa thì con đừng có dọc lên thế. Dọc đây nó hở nó đổ nè. Ướt hết áo rồi. Muốn dọc. Ngon quá. Làm chiều làm từ trưa. Đi lại mua sắm từ chiều nhiều. Đói mọi người. Đói lắm. 4 giờ rồi mấy giờ? Bao nhiêu mấy giờ? Trưa mẹ ăn từ lúc 12 giờ. Bây giờ gần 7 giờ rồi. 7 giờ nhịp 40. À, bỏ ra. Bánh anh ăn bánh hamburger mọi người. Rồi con mình ăn bánh chia. Mình ăn khoai tây, mình thích cái khoai tây. Ngon. Con nó cay cái muối nhưng mà nó cứng. Cái khoai tây của hãng này làm ngon. Khoai tây của hãng này làm ngon mọi người. Giòn. Hôm nay thì bị nguội rồi. Mọi người mình ăn nó giòn ngon. Hôm nay siêu thị đông dã man nhỉ. Mẹ ơi, kia mẹ thích đây kia. Mẹ nhìn kia chút đây kia. Đây của bạn nó kìa. Tí mẹ bạn lấy cho bạn. Còn mẹ. Khoai rộn mến luôn. Không ngồi đây. Mình đến được mình. Thôi bạn nào? Bạn nhỏ cơ kìa. Bạn nhỏ kia mày màu hồng kia rồi. Các bạn đang chơi trong này. Các bạn chơi trong này. Một mà. Chắc cô lấy đây. Cô lấy đây đấy. Cô còn bạn nhỏ đang chơi trong kia.
ta thấy cái giày của em bé rơi dưới đường mọi người, ta kêu gọi mọi người, mọi người thấy đây đẹp không? Đẹp đúng không? Mẹ con mình đang ngồi ngồi ăn ở xung quanh những đông người lắm, đã được mua để đem ra bàn mấy hôm ngồi. Mẹ quay ai đó? Mẹ quay thằng vừa ấy. Xuống bên này đang ăn đây mà mẹ nhá. Đó mọi người thấy không? Xung quanh mọi người ngồi ăn đấy, thích lắm, đông. Ừ, này thôi trên là nó không phải ở trong tiệm mà là có cái chơi. Là nó chờ này chơi ở dưới bán đồ ấy. Nha. À thế ạ. Bán đồ ấy. Hôm nay có tiệc gì đó ở trên này. Ngon không? Con nói tính sao mẹ? Đem về. Ủa thế chú mê chú Hoàng ăn gì? Mê chú Hoàng không ăn gì nhà mình. Chú Đức thì là có cơm chiên rồi. Tí chú Hoàng lấy cho chú Đức. Chắc chú Hoàng về lấy lẩu cho vợ chú ăn rồi. Hôm nay chú Hoàng bảo chú Hoàng về làm lẩu cho vợ chú ăn. Lẩu á chú Hoàng? Nếu mày có ăn lẩu không? Con thích ăn lẩu. Con thích ăn lẩu lắm á. Tuần tới tuần sau nhá. Tuần tới nhá. Tuần tới mẹ làm con ăn nhá. Các bạn ơi yêu cầu nấu lẩu ấy. Đồng chí nhỏ đòi ăn lẩu. Mẹ ơi mẹ nói lại cô chú nghe. Cô chú cho nghe. Ăn lẩu. Nói từ tế nào. Ủa, sao nói thế nhỉ? Như thế hư đấy. Đi tí tí. Không tí tí không. Nhìn ngoài cực. Gà. Phần đầu tiên con tưởng là nó là chú. Ở bên anh cũng có mà. Lâu lắm mới được đi chơi mọi người ạ. Lâu lắm mới đi mua sắm. Lâu lắm mua cái này mà. Ừ, lâu lắm mới mua cái này. Lâu lắm mua, con gần nào cũng mua. Gần nào con cũng mua mà con bảo lâu lắm, không vượng rồi. Lâu lắm chưa mua. Gần nào cũng mua. Không mua trong mềm mà. Gần nào con cũng mua gì? Cái quà các con chưa? Là lấy quần áo. Hôm nay chào ông em không? Hôm nay chào em không mẹ? Ok. Bây giờ Noel yêu anh không? Không chào Noel đó đâu mẹ. Hả? Có không chào Noel đâu. Em đang bị ốm. Hả? Chưa đến mùi. Xuống cái đời ông dành rồi em rồi. Mình nói đùa là ông đang bị ốm. Mà ông có không? Đây là Nikita của Đào ấy. Đó là bố của Nikita. Bạn bên cạnh này có người mới đến ngồi ăn rồi. Bạn bên cạnh. Bạn này chú tâm sơ bông cơ. Đó các bạn. Nó không ngồi nhắm à. Nói không? Nó tập tập. Chào cô chú đi. Dài rồi. Cần chào con chú ý. Bước làm gì đấy? Ngon rồi. Thầy nhà ơi, video của mẹ con mình dài quá rồi. Mẹ con mình kết thúc video ở đây thôi. Yêu quý, nếu yêu quý mẹ con nhà mình nhé thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ ba mẹ con nhà mình nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cô chú đi con. Vâng. Vâng, thôi thẳng lên chào cô chú tử tế nào. Chào cô chú. Chào.